Ôi Linh em ơi, Linh đâu lại về đi sân anh em. Có bao nhiêu không ạ? Mấy ký thường anh em. Chúc lại điện có sáng rồi, không có luôn. Bốn nhỏ không? Nó nè. Chiếu lại rồi. Lo hậu tôi kéo đi bò mì ơi dài chưa. Tạo môn lấy mập kích. Có nơi không ăn thì ăn có chi. Ờ, thấy mấy mẹ ơi. Cầm nó đi. Cầm mà đưa qua đây. Cầm nó, ta cầm cho. Đây là bò nó bắt đầu mới đâu. Dốt nhanh đi anh em ơi. Có về bò mi quá rồi. Có gì. Hôn về bò mi ơi. Nào đi mộng an thôi, nào vô đây. Ở tôi xanh. Đang ngủ chứ dậy trời. Nó đang đang cả bố kia. Bố mi quá dậy. Đó đây này. Đó, đó nè. Ta có 10 từ đây nè. Đây nó trọ tiền à. Khi mà thiếu có mười mấy lon bia rồi. Đây nó trọ thì hết đâu mày trong bắt được không ra trong con rồi. Đi cao cao đây.
Qua con yếu rồi. Ý rồi mới căng, e đó. Ê nữa. Cái thùng này là căng cái thùng về. Cái cầu à. Rồi đi căng 4 chiếc nghe cho 4 chiếc nghe. Bò à, cái súng của Phương thì đến rồi thì cho ông sư phụ. Bò là có bị dùng sữa cho cháu mua thứ đâu. Cho Phương chị sửa tốt. Chú kêu, chú sống một đứa mua một đứa quá hư chú sửa lại cái thùng. Cái thùng nó mua vậy, cái chú hồi nó mua vậy, cái Phương ông hồng cho lên cái súng. Cho Phương vậy cái cầm theo cái hồn của chú hồn của chú hồn hơi biết chuyện của con chứ chuyện đừng ghé có y con có rồi thấy rồi chỉ còn một con lớn thôi mà lấy mấy ký thì sẽ rồi chứ thấy chưa lớn là mình thì lấy mấy cái rồi chắc rồi mà lớn là ngon hết á. Lớn là bữa trước bà mua đó. Ừ, đấy mua đó. Mua là đây là cóc, đây là bò mua câu à, mà làm cái bò này hết ăn cái gì?